mọi người chưa được biết vượt ra thì quay lên đây là mọi người nhìn thấy luôn nhá. Định ngủ với nhau rồi đấy. Truyền hình trực tiếp hay là không, bởi vì bên kia bây giờ là đã 2 giờ sáng rồi. Đừng live như vậy. Không, em quay thôi. Em quay cái video thôi. Quay video. Bởi vì bên kia 2 giờ sáng rồi, ngoài xem đâu. Thế à, chị lại tưởng là em đang live stream. Không, live stream lấy thế này, em quay. Thế này em nhiều lên. Đây vẫn là đang quay đấy đấy ạ. Em đang quay. Ô thế á, Hải Anh bọn mình bị lên hình rồi, vào hình lúc nào em nó phát là xong đấy. Này, chị đang quay biết bao chị này bao nhiêu tuổi không? Tuổi này nhìn này. Gọi là không tính được tuổi nha. Xin nhầm này. Ôi. Cao chúa hả? Nãy giờ mình không chụp ảnh nhỉ? Công chúa. Thôi đừng. Phải công chúa không? Một người quay thôi. Một người quay thôi, chồng quay thôi kìa. Này này. Đó là máy của chồng em. Es que van bien cebosos. ¿Qué? Đều qua như gì này em không lấy mà lấy là từ chưa em phải chấp hành chưa được. Tình yêu không? Ước. Yêu nhau đến đầu bạc răng long không? Bao giờ răng không còn cái nào đi? Mang về được. Ước, con ước đến đầu bạc mà răng vẫn chưa long. Con cũng ước là giống em dần. Kể cả đầu bạc mà răng không được long nhưng mà mà nó long cho long cả thể luôn. Nhưng mà con không có chơi với răng long không đâu. Long là long cả thể. Hiếu ơi Hiếu. Chỗ này ước ấy là sống với vợ trăm năm đấy, cho nên em xác định là có đủ tư tưởng để sống trăm năm thì em mang ước. Ước sống với nó 80 năm thì tính lại đi nhá. Con muốn cặp nọ đầu kia là phải suy nghĩ. Chị hướng dẫn cách nhá. Để chị hướng dẫn cách ước chứ không phải là không dạ, phải gì đó. Phải để bàn tay lên trên cái bức tượng đấy. Và cái những cái ngón mình phải đặt đúng vị trí. Đây chị làm trước để em làm chị theo. Đây đây để em. Em đứng gần quay. Yêu. Thế mọi người muốn ước được sống với người mình lâu năm hoặc là ước hộ ai đó thì tình yêu cũng rất là tốt. Nếu mà muốn con gái lấy chồng được anh nào giàu giàu cũng nên ước vào đây. Đây là bức tượng tình yêu đấy. Cầu này là cầu tình yêu cả nhà. Cầu này là cầu tình. Chính vì thế cho nên người ta gọi là cầu tình. Nó có 5 ngôi sao, em quay vào đây, có 5 ngôi sao. Quay bạn muốn ước ở đây ấy, thì bạn phải đặt tay vào tất cả một ngón tay ở đây. Rồi bạn để bạn ước. Chăm, thế này nè. Giờ chị sẽ quay nha. Đấy, em đặt bàn tay kia. Đấy, 5 ngón tay, mỗi ngón tay vào một ngôi sao. Đấy. Chị úp xuống thì nó mới quay. Thế, em bước này. Vậy là thần tình yêu à? Em bước tới chúa mà. Đây là dạy chúa. Chúa cho những vợ chồng con thật. Đi đâu cũng có gặp một đồn. Tại nhà. Bà vợ ước được rồi nha, ông chồng cần ước không? Chẳng nhẽ ước là mình lấy nó. Chị phải anh ước rồi. Đến em. Thế xong thôi, đi chết.
Thế là em dần em ước xong rồi. Ước là em đi sang châu Âu, đi sang châu Mỹ, đi đâu là em mới hiếu nhà em ấy cũng được đi theo cùng. Đấy. Đây, camera của em đây. Đây là tất cả các bức tượng ở đây đều thế thôi.